Chào mừng các em học sinh khối 8 đến với bộ môn giáo dục công dân. Cô và các em sẽ cùng nhau đến với tiết ôn tập để chuẩn bị cho tuần thứ 9 chúng ta sẽ làm kiểm tra một tiết. Thì tiết ôn tập này chúng ta có hai phần, một là lý thuyết và hai là bài tập. Phần lý thuyết chúng ta sẽ học ôn 5 bài. Bài 1 là bài tự lập, bài thứ 2 là bài xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh, bài thứ 3 là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, bài 4 là giữ chữ tín, bài 5 là lao động tự giác và sáng tạo. Phần bài tập chúng ta sẽ giải một số bài tập trong sách giáo khoa. Câu hỏi số 1: Thế nào là tự lập? Nêu biểu hiện và ý nghĩa của tự lập. Tự lập là tự làm lấy, tự giải quyết lấy công việc, tự tạo dựng cho cuộc sống của mình, không trông chờ, dựa dẫm vào người khác. Biểu hiện sự tự tin bản lĩnh cá nhân trước thử thách khó khăn, có ý chí nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ý nghĩa, người có tính tự lập sẽ thành công trong cuộc sống, được mọi người kính trọng. Câu số 2: Thế nào là tình bạn trong sáng? Nêu ý nghĩa. Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người cùng giới hoặc khác giới trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc quan niệm sống. Đặc điểm cơ bản của tình bạn trong sáng lành mạnh là phù hợp quan niệm sống, bình đẳng và tôn trọng nhau, chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau, thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau. Ý nghĩa, tình bạn trong sáng lành mạnh giúp cuộc sống ấm áp, tự tin hơn, biết tự hoàn thiện để sống tốt hơn. Câu số 3: Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? Nêu ý nghĩa. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc, tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, luôn thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng. Ý nghĩa, thành tựu của mỗi dân tộc là vốn quý của loài người, tạo điều kiện để nước ta phát triển nhanh và phát triển bản sắc dân tộc. Câu số 4: Thế nào là giữ chữ tín? Nêu ý nghĩa và cách rèn luyện. Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và tin tưởng nhau. Ý nghĩa, người biết giữ chữ tín sẽ nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của mọi người, dễ dàng đoàn kết và hợp tác với nhau. Rèn luyện, muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình, cần phải làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, giữ đúng lời hứa, đúng hẹn. Câu 5: Thế nào là lao động tự giác và sáng tạo? Nêu ý nghĩa. Lao động tự giác là chủ động làm việc, không đợi ai nhắc nhở hoặc áp lực từ bên ngoài. Lao động sáng tạo là luôn suy nghĩ, cải tiến, tìm tòi tới cái mới, cách giải quyết mới đạt hiệu quả cao nhất. Về phần ý nghĩa, thì đây là yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp thu được kiến thức, kỹ năng ngày càng thiết thực. Phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân sẽ được hoàn thiện hơn, chất lượng và hiệu quả học tập, lao động không ngừng được nâng cao. Chúng ta qua phần bài tập. Cô và các em sẽ cùng nhau đến với bài tập đầu tiên, bài số 1, trang 26, sách giáo khoa. Em hãy nêu những biểu hiện của tính tự lập trong học tập, trong công việc và trong sinh hoạt hàng ngày. Trong học tập thì có thể nêu một số biểu hiện, ví dụ như là tự mình đi học. Nếu như nhà gần trường thì có thể đi bộ, hoặc là xa một chút chúng ta có thể đi xe đạp hoặc xe buýt để không phụ thuộc vào sự đưa đón của bố mẹ. Hoặc là tự mình làm bài tập, tự mình làm bài kiểm tra, không trao đổi, không quay cớp và không sử dụng tài liệu. Và tự bản thân các em sẽ chuẩn bị đồ dùng học tập như sách vở trước khi đến lớp, không phải để cha mẹ nhắc nhở hoặc là cha mẹ giúp. Về công việc thì ở nhà các em có thể tự giác học tập, ôn bài, làm bài tập mà không cần ai nhắc nhở. Ví dụ như tự giặt hay là xếp quần áo, giúp đỡ gia đình trong việc ví dụ như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa hay rửa chén bát, hoặc là tự chuẩn bị bữa ăn cho mình, hoặc có thể phụ mẹ chăm sóc em của mình. Còn công việc ở trường thì các em có thể tự động trực nhật, trực sao đỏ và tham gia các công tác được giao, hoặc có thể xung phong tham gia đội an toàn giao thông của trường nếu như có tổ chức. Cô và các em sẽ cùng nhau đến với bài số 2.
sống không phải là điều dễ dàng. B. Những người có tính tự lập thường gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, mặc dù phải trải qua nhiều gian khổ, khó khăn. E. Tự lập không có nghĩa là không được tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ chính đáng của những người tin cậy khi gặp khó khăn. Ở cái câu E này có nghĩa là, ví dụ như khi chúng ta khởi nghiệp, chúng ta cần vay vốn ở ngân hàng thì chúng ta có thể vay, thì đó chính là tìm kiếm sự hỗ trợ chính đáng của những nơi tin cậy. Thì đáp án của cô là tán thành các ý kiến C, D, D, E. Là bởi vì ví dụ như ý kiến C đi, thì trong cuộc sống nếu như mình không tự phấn đấu để có được thành công thì sự thành công đó chỉ nhờ vào sự nâng đỡ bảo che của người khác thì không thể nào bền vững được. Mình phải tự phấn đấu bằng bản thân mình để tự khẳng định mình. Ý kiến D là trong cuộc sống sự tự lập không phải là điều dễ dàng, mà đó đòi hỏi bản thân phải là người có nghị lực, có bản lĩnh, có sự tự tin thì mới vượt qua được những khó khăn, thử thách. Ý kiến D là người có tính tự lập, tự làm lấy, tự lo liệu, tự giải quyết công việc của mình, dù có khó khăn nhưng mà nhất định vẫn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Ý kiến E, tự lập nhưng khi khó khăn mình có thể tìm kiếm sự hỗ trợ chính đáng. Ví dụ như nhờ thầy cô hoặc bạn bè hướng dẫn thêm, và những ngày mà bài tập mình khó quá mình chưa thể làm được, hoặc có thể là mình vay mượn gia đình khi mà mình cần khởi nghiệp hay cần làm một việc gì đó. Ý kiến A, nếu chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập, vậy thì con của những nhà khá giả thì không cần tự lập, thì đây là điều sai lầm. Bởi vì con những nhà giàu nếu chỉ sống ỷ vào bố mẹ, không tự giác học tập thì khi vào đời sẽ gặp rất nhiều khó khăn và khó có thể thành công được. Ý kiến B thì sự thành công phải từ sự nỗ lực phấn đấu của bản thân thì mới bền vững. Bài tập số 2, trang 17 sách giáo khoa. Em sẽ làm gì nếu thấy bạn mình A. Mắc khuyết điểm hoặc vi phạm pháp luật. B. Bị người khác rủ rê lôi kéo sử dụng ma túy. C. Có chuyện buồn hoặc gặp khó khăn rủi ro trong cuộc sống. D. Có chuyện vui. D. Không che giấu khuyết điểm cho em. E. Đối xử thân mật với một bạn khác trong lớp. Đáp án tình huống A, B. Nếu như em thấy bạn mình mắc khuyết điểm hoặc là bị người khác rủ rê lôi kéo sử dụng ma túy hoặc là có hành vi vi phạm pháp luật thì em sẽ tìm cách khuyên can bạn để bạn không tiếp tục mắc khuyết điểm và lao vào con đường sử dụng ma túy nữa. Tình huống C, khi mà bạn mình gặp chuyện buồn hoặc là gặp khó khăn rủi ro trong cuộc sống thì chúng ta sẽ hỏi thăm, an ủi, động viên và giúp đỡ bạn. Tình huống D thì khi thấy bạn bè có chuyện vui chúng ta sẽ chúc mừng bạn. Tình huống D, mình sẽ làm gì khi mà bạn mình không che giấu khuyết điểm cho mình, thì mình sẽ không giận bạn và sẽ cố gắng sửa chữa khuyết điểm của mình. Và cái việc không giúp bạn che khuyết điểm, không giúp cho mình che khuyết điểm cũng có thể đó là ý tốt của bạn muốn cho mình cố gắng sửa chữa khuyết điểm. Tình huống E, thấy bạn đối xử thân mật với một người bạn khác trong lớp thì chúng ta nên coi đó là một chuyện bình thường, là cái quyền bình đẳng của bạn, tức là bạn được quyền chọn người chơi thân và mình không nên khó chịu và giận bạn vì chuyện đó. Bài số 4, trang 22 sách giáo khoa. Toàn và Hòa đang tranh luận với nhau. Toàn nói, ở những nước đang phát triển không có gì đáng học tập vì họ lạc hậu lắm. Chỉ ở những nước phát triển có kinh tế, khoa học, kỹ thuật tiên tiến mới có nhiều thành tựu đáng để ta học tập. Trái lại, Hòa bảo, ngay cả ở những nước đang phát triển cũng có nhiều mặt mà ta cần học tập. Em đồng ý với ý kiến của bạn nào? Vì sao? Lời giải, em đồng ý với ý kiến của bạn Hòa. Bởi vì những nước đang phát triển tuy có thể nghèo nàn lạc hậu hơn những nước phát triển, nhưng họ cũng có những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc, mang tính truyền thống mà chúng ta cần học tập. Ví dụ như Việt Nam của chúng ta là nước đang phát triển, nhưng chúng ta cũng có những di sản văn hóa đóng góp cho nền văn hóa nhân loại. Chúng ta có truyền thống yêu nước, có kinh nghiệm chống giặc ngoại xâm,
nhưng dân Việt Nam cần cù chịu thương chịu khó, người Việt Nam nhân hậu mến khách. Ta còn có phong tục tập quán làm nên bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam. Những cái chúng ta có được đáng để các nước khác học tập, nhất là trong điều kiện giao lưu hội nhập hiện nay. Bài 2, trang 13, sách giáo khoa. Em hãy kể một vài ví dụ về biểu hiện của hành vi giữ chữ tính hoặc không giữ chữ tính mà em biết. Lời giải. Ví dụ về hành vi không giữ chữ tính. Nam hứa với cô giáo sẽ không đi học muộn nữa, nhưng hôm sau, Nam lại tiếp tục tái phạm. Lan mượn trang cuốn sách và hứa hai hôm sau sẽ trả, nhưng vì chưa đọc xong nên Lan cho rằng cứ giữ lại, khi nào đọc xong thì trả cho Trang cũng được. Ví dụ về hành vi giữ chữ tín. Phương hứa với mẹ sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn bữa trưa giúp mẹ. Ninh dù rất mê đọc truyện nhưng Phương vẫn cố làm cho xong hết mọi việc rồi mới xem. Phương bị ốm đã mấy ngày không đi học được. Nga hứa với cô giáo sẽ sang nhà giúp Phương học tập. Ninh dù rất mê xem phim nhưng Nga vẫn không xem. Cô có một số dặn dò. Yêu cầu các em học bài, xem và luyện tập các bài tập trong sách giáo khoa để chuẩn bị cho bài kiểm tra ở tuần thứ 9. Lưu ý là khi làm bài, các em không viết tắt, trình bày sạch đẹp, rõ ràng và nhớ ghi số thứ tự ở lớp vào bài. Đọc kỹ đề trước khi làm. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.